Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới Veronica Media. Ở những clip lần trước, chúng mình đã cùng các bạn tìm hiểu về kỷ nguyên Saban và kỷ nguyên Disney của Power Rangers. Nối tiếp sau kỷ nguyên Disney, thương hiệu Power Rangers một lần nữa quay trở về tay của người đã sáng lập ra nó, Haim Saban, và được biết đến với tên gọi là kỷ nguyên Neo Saban. Và đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong clip ngày hôm nay. Kịch bản lần này vẫn sẽ do mình và bạn David Chan của team đảm nhiệm viết chính. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình và lý do mà đứa con Power Rangers quay trở về tay người đã sáng lập ra nó, Haim Saban nhé. Như các bạn đã biết, sau khi series Power Rangers RPM kết thúc, Disney đã chính thức ngừng sản xuất loạt phim Power Rangers. Năm 2010, họ cho chỉnh sửa và tái phát sóng loạt phim Mighty Morphin Power Rangers thay vì sản xuất một series mới. Tới ngày 12 tháng 5 năm 2010, Haim Saban ngỏ ý mua lại đứa con tinh thần của mình từ tay Disney với giá 43 triệu đô để tiếp tục sản xuất các phần phim Power Rangers tiếp theo. Haim Saban quyết định sẽ ký kết hợp đồng với Nickelodeon, kênh truyền hình dành cho trẻ em thuộc tập đoàn truyền thông Viacom để phát sóng các series Power Rangers nối tiếp. Ở thời điểm này, Haim Saban khá ăn nên làm ra, ông sở hữu một lượng cổ phần lớn ở Univision. Ông đã tuyên bố rằng Saban Capital Group sẽ đầu tư 50 triệu đô để thành lập nên Saban Brands, một công ty chuyên mua lại các thương hiệu giải trí và khai thác tiềm năng của chúng thông qua các kênh truyền hình. Có thể thấy, Haim Saban rất trân trọng đứa con này của mình. Theo lời của Ellie Deco, người lãnh đạo Saban Brands, họ muốn một lần nữa đưa thương hiệu Power Rangers trở lại thành một phần của văn hóa đại chúng. Vài tháng sau khi mua lại thương hiệu từ tay Disney, Power Rangers nhanh chóng được đưa vào tiếp tục sản xuất. Series nối tiếp, Power Rangers Samurai đã được định sẵn kế hoạch phát sóng trên kênh Nickelodeon vào tháng 2 năm 2011. Giờ chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo của clip, đó là giới thiệu các bộ Power Rangers dưới kỷ Neo Saban nhé. Các series của thời kỳ này đều chia ra làm 2 season. Season 2 của mỗi bộ được thêm từ Super vào để phân biệt với Season 1. Vài thế kỷ trước tại Nhật Bản, các Samurai Rangers cổ xưa đã dùng sức mạnh ký tự để đánh bại lũ quỷ Nilots và bảo vệ hòa bình cho thế giới. Ngày nay, thế lực này lại trỗi dậy một lần nữa với ý định nhấn chìm trái đất. Jaden Shiba, tộc trưởng thứ 18 của nhà Shiba, truyền nhân của Red Ranger trong quá khứ đã từng đẩy lùi đoàn quân Nilots, đã tập hợp các thành viên gồm Kevin, Mike, Emily và Mia để trở thành Power Rangers Samurai, gánh vác sứ mệnh đẩy lùi đoàn quân Nilots bảo vệ hòa bình cho nhân loại. Bước sang Season 2, để đủ sức đương đầu với đoàn quân Nilots cũng như chủ nhân của chúng, Master Sandred, các Rangers phải học cách làm chủ Black Box, thiết bị giúp cho họ trở thành các Super Samurai. Season này cũng đánh dấu sự xuất hiện của chị gái Jaden, Lauren Shiba, trưởng tộc thứ 18 đích thực của tộc Shiba. Từ năm 1993, trái đất đã được những Power Rangers đầu tiên bảo vệ. Nay Zordon đã mất, ông giao lại trọng trách bảo vệ trái đất cho Gosei, một tổ chức xấu xa từ ngoài hành tinh tên là Worldstar đã bắt đầu âm mưu chinh phạt trái đất. Gosei đã kêu gọi 5 người bạn trẻ gồm Troy, Jake, Noah, Emma và Chia, trao cho họ sức mạnh để trở thành Power Rangers Megaforce, chiến đấu chống lại thế lực tà ác. Sau khi đã tiêu diệt Worldstar, các Rangers phải tiếp tục đương đầu với thế lực mới, đó là quân đoàn Armada, một đế chế hùng mạnh từ ngoài không gian dẫn đầu bởi Emperor Mavro. Gosei đã trao cho các chiến binh Legendary Morphers cùng các Ranger Key để đánh thức một nguồn sức mạnh mới với khả năng kế thừa và sử dụng lại sức mạnh từ các Rangers tiền bối để sẵn sàng đương đầu với mối họa đang nhăm nhe thôn tính trái đất. Sáu mươi lăm triệu năm về trước, những viên đá quyền năng mang tên Ener James đã được một người ngoài hành tinh mang tên Keeper trao cho các sinh vật khủng long trên trái đất. Nhưng Sledge, một thợ săn tiền thưởng liên ngân hà trong nỗ lực tìm kiếm các Ener James, đã khiến cho loài khủng long bị tuyệt diệt. Ngày nay, khi Sledge trở lại trái đất và tiếp tục truy lùng các viên Ener James, một nhóm Power Rangers gồm Tyler, Chase, Koda, Riley và Shelby đã được lựa chọn, kế thừa sức mạnh từ những sinh vật khủng long và quyền lực từ những viên Ener James, chiến đấu chống lại mối họa này. Bước sang Season 2, sau khi đã tiêu diệt được Sledge, một kẻ thù mới là Snite đã xuất hiện. Trong Snite tồn tại một nhân cách khác là Hecko. Âm mưu của gã là sử dụng quyền năng của Ener James để thôn tính vũ trụ. Với những trang thiết bị mới, cùng những đồng minh và Zords mới, các Ranger đã sẵn sàng đương đầu với kẻ thù mới. Một ngày nọ, lăng kính Ninja Nexus từ trên trời rơi xuống sân sau gia đình Romero. Bên trong lăng kính chứa đựng ngôi sao Ninja Nexus với sức mạnh siêu nhiên. Khi biết được sự việc, Galvanax, nhà vô địch của game show Galaxy Warriors nổi tiếng, nơi các thí sinh từ khắp nơi trong vũ trụ chiến đấu để chứng minh ai là chiến binh hùng mạnh nhất của thiên hà, đã tới để giành lấy Ninja Nexus Star với mục đích trở nên bất bại. Để ngăn chặn điều đó, Dan Romero đã hy sinh thân mình. Ninja Nexus Star chia nhỏ thành 6 Ninja Power Star phong ấn bên trong lăng kính.
Bất lực vì không sở hữu được sức mạnh này, Galvanax đành mang lăng kính đi và bắt cóc con trai của Dane là Brody lên tàu của hắn. 10 năm sau, Brody giành lại được lăng kính, trốn thoát khỏi con tàu thành công. Brody cùng 4 học sinh trường Summercroft sở hữu sức mạnh phi thường từ Ninja Power Star trở thành Power Rangers bảo vệ trái đất. Bước sang Season 2, nhiệm vụ của nhóm Brody trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi họ phát hiện ra rằng Odious vẫn còn sống sau trận chiến trước với Galvanax. Không những vậy, mụ còn thâm độc và đầy toan tính hơn so với lúc trước. Power Rangers Hyperforce là phần phim được stream trực tuyến bởi HyperRPG trên nền tảng stream video game nổi tiếng Twitch, là sản phẩm kỷ niệm 25 năm thương hiệu Power Rangers. Phim lấy bối cảnh vào năm 3016 tại Học viện Chamforce. Một nhóm sĩ quan thực tập phải đoàn kết cùng nhau để đương đầu với một tên ác quỷ cổ xưa. Dưới sự dẫn dắt của Jane Scott, Pink Chamfort Ranger, nhóm chiến binh mới du hành xuyên không thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của các series Power Rangers dưới kỷ Neo Saban nhé. Đầu tiên, như đã đề cập ở clip về kỷ nguyên Disney, từ kỷ Disney cho tới tận hiện tại, Power Rangers vẫn lấy Auckland, New Zealand làm địa điểm quay phim cố định. Tuy nhiên, phần lớn diễn viên dưới thời Neo Saban là người Mỹ và buổi thử vai cũng diễn ra tại Mỹ. Mỗi phần phim Power Rangers dưới thời kỳ này được chia ra làm 2 season. Phần 2 sẽ được thêm từ Super và tên gọi. Tổng thời lượng cho mỗi season là 22 tập, riêng Super Mega Force chỉ có 20 tập. Mỗi season có khoảng nghỉ giữa phim từ 4 cho đến 5 tháng. Trừ Power Rangers Super Mega Force thì mỗi season của Neo Saban đều có 2 tập đặc biệt về Halloween và Giáng sinh, điều mà ta đã không còn thấy nữa sau Power Rangers Dio. Khoảng một tuần trước khi season 2 của mỗi bộ phát sóng trở lại sau khoảng nghỉ giữa phim, giải diễn viên chính của season tiếp theo sẽ được công bố tại Power Morphicon. Hội nghị Power Rangers diễn ra 2 năm một lần tại California. Neo Saban là kỷ nguyên đầu tiên không đi theo đúng thứ tự chuyển thể các bộ Super Sentai. Thời kỳ này đã lược bỏ hoàn toàn hai series Super Sentai là GoBusters và Tokyuger. Thời kỳ này cũng có một điểm khá là mới mẻ so với hai thời kỳ trước, đó là hình dạng đặc biệt được trang bị khi các Rangers điều khiển Zords và Megazords. Ngoài ra, thời kỳ Neo Saban cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ thời Saban cũ với khẩu hiệu biến hình It's Morphin Time vô cùng đặc trưng cùng những bản nhạc opening mang đậm giai điệu từ ca khúc Go Go Power Rangers quen thuộc. Vào tháng 5 năm 2014, Saban Capital Group cùng Lionsgate đã đưa thông báo về một phần phim điện ảnh của Power Rangers. Đây là một phần phim reboot lấy cảm hứng từ bộ phim Power Rangers đầu tiên, Mighty Morphin Power Rangers. Sau quá trình casting diễn viên, giá diễn viên chính của bộ phim này đã được hé lộ, bao gồm Dexter Montgomery, thủ vai Jason, Ludi Lin và vai Zack, RJ Siler và vai Billy, Becky G và vai Trini và Naomi Scott và Kimberly. Vào tháng 1 năm 2016, bộ phim bắt đầu đi vào sản xuất tại Vancouver và đóng máy vào tháng 10 năm 2016. Sau cùng, vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, bộ phim được công chiếu trên toàn cầu. Xong, phim đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình cũng như trong cộng đồng fan. Power Rangers Movie bị đánh giá với mức điểm khiêm tốn là 49% trên Rotten Tomatoes và 44/100 trên Metacritic. Doanh thu mà phim đem lại cũng không mấy khả quan. Với kinh phí bỏ ra khoảng 100 triệu đô, bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn 142 triệu đô doanh thu toàn cầu. Chia sẻ với báo chí vào ngày 22 tháng 3 năm 2017, Haim Saban và Lionsgate đã xác nhận rằng họ đã dự định làm tới 6 hoặc 7 phần phim điện ảnh về Power Rangers. Xong, Power Rangers Movie 2017 không hề đạt được thành công như kỳ vọng. Ngày 15 tháng 2 năm 2018, Saban Brands và Bandai America chấm dứt hợp đồng về mảng đồ chơi Power Rangers có hiệu lực đến tháng 4 năm 2019. Một ngày sau đó, Hasbro thay thế Bandai America đảm nhận mảng đồ chơi Power Rangers. Mùng 1 tháng 5 năm 2018, Saban Brands đã quyết định sẽ bán lại thương hiệu Power Rangers cũng như một vài thương hiệu giải trí khác vào tay Hasbro với giá 522 triệu đô. Haim Saban từ nay sẽ làm việc với Hasbro để sản xuất các phần phim Power Rangers tiếp theo dưới vai trò cố vấn. Và bởi hợp đồng ký kết với Nickelodeon được gia hạn cho tới năm 2021, nên phần phim tiếp theo do Hasbro sản xuất, cụ thể là Power Rangers Beast Morphers, sẽ vẫn tiếp tục được phát sóng trên kênh truyền hình đó cho tới khi hết thời hạn đã định. Sau cùng, Power Rangers dưới kỷ nguyên Neo Saban khép lại tại đó. Vậy là chúng ta đã đi hết 3 thời kỳ của Power Rangers. Hiện tại, dưới quyền khai thác của Hasbro, mong rằng Power Rangers sẽ có một tương lai sáng lạn hơn. Và sắp tới, chúng ta có thể chờ đợi vào một phần phim điện ảnh về Power Rangers do Hasbro sản xuất, và mong rằng phần phim đó sẽ đạt được thành công hơn so với phiên bản ra mắt vào năm 2017. Trên đây là clip giới thiệu về kỷ nguyên Neo Saban của nhóm chúng mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Nếu có nhận xét gì về clip, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe cho channel của chúng mình để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!